Ok, đó. Đấy, đây chính là mình đã đăng ký được cái sổ ngân hàng. Trong vòng có 1 tiếng. Ok các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn cái là thẻ, các bạn lấy cái thẻ sổ ngân hàng này hay là các bạn lấy cái thẻ Eco là các bạn kiểm tra trên mạng ấy. Đó thì nhiều bạn bảo anh ơi em muốn làm sao để cấp được cái sổ ngân hàng này, thì khi mà các bạn đăng ký thì các bạn sẽ chọn vào cái ô này, đó là chi trồ cái dạng thẻ dạng giấy ạ. Đó thì sau khi đăng ký xong các bạn ra cây bạn lấy luôn được cái sổ ngân hàng này và cái thẻ thì chờ một tuần người ta sẽ gửi tới. Thì các bạn sẽ tìm ngân hàng có gì, các bạn đi vào đây. Đó, thời gian làm việc ngày mai nên chi từ 7 giờ đến 24 giờ. Rồi các bạn sẽ đi vào bên trong này. Thì ở đây thì sẽ có cái, các bạn nhìn em, cái TDB nó mà đâu chi này. Rồi các bạn sẽ đi vào đây. Ok các bạn nhé, thì mình đã vừa đăng ký ở trong kia xong rồi. Thì bây giờ các bạn đi ra ngoài cây á, thì các bạn sẽ lấy luôn cái sổ ngân hàng ngoài này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái sổ ngân hàng trước, thì sau tầm một tuần sau thì thẻ visa và thẻ ngân hàng sẽ gửi đến cho bạn. Rồi đây mình sẽ quay ở màn hình đây nhé. Rồi thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy luôn sổ ngân hàng ở cái cây này. Đó thì ở đây người ta có cái mà cái tờ giấy hướng dẫn ra lấy ở đây. Thì đầu tiên thì ở cái màn hình này chúng ta sẽ ấn vào đây Cano Solidity này. Rồi tiếp theo chúng ta thấy cái chữ trồ HCO này, nhìn thấy không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào đây các cái link này. Rồi thì đây các bạn sẽ nhập cái Okusama Bango ấy. Ok, xin mời Bango thì các bạn sẽ nhập vào đây. Đây mình sẽ share của mình nhé. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn vào các cái link cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ ấn cái Torihiki tiền Bango ấy. Rồi, các bạn sẽ ấn vào đây. Rồi, sau khi các bạn nhấn xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào các cái link. Đầu tiên các bạn sẽ nhấn cái Kosa Bango là cái tài khoản ngân hàng của bạn ấy. Rồi thì mình sẽ che lại nhé. Rồi ấn xong rồi thì các bạn sẽ ấn Company cho mình. Rồi vào đây các bạn sẽ cài đặt cái mật khẩu của bạn vào đây nhé. Thì nó sẽ hiện ra luôn cái tên của bạn, đúng cái tên các bạn đây rồi các bạn sẽ ấn vào cái link cho mình. Rồi ở đây thì có hai cái loại sổ ngân hàng, thì các bạn có thể chọn cái design, mình sẽ chọn cái bên này màu đỏ. Rồi thì mình ấn các cái link. Chờ một chút nữa thì sổ nó sẽ ra kia, rất chi là đơn giản. Các bạn chỉ cần mất tầm một tiếng thôi là các bạn đã có một cái sổ ngân hàng UFJ. Rất mong là cái clip này các bạn xem có thể tham khảo nhé, tham khảo và có thể đăng ký được một cái sổ ngân hàng UFJ một cách đơn giản. Ok đó, bạn nhìn em, đây chính là mình đã đăng ký được cái sổ ngân hàng trong vòng có 1 tiếng. Ok các bạn nhé. Ok chào mọi người nhá. Cuối cùng thì mình đã mất tầm 1 tiếng thôi. Mình đã đến mình đăng ký khi một thành công một cái tài khoản ngân hàng UFJ. Rất chỉ là đơn giản. Các bạn nào mà chưa đăng ký được thì có thể xem video của mình chia sẻ lấy sổ ngân hàng luôn trong ngày nhé.